Xin chào quý vị khán giả nha. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tâm sự chị Tâm tình. Ngày hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em có một cái câu chuyện ngắn muốn chia sẻ với mọi người. Khi đi chơi thì quên nấu cơm và tôi đã bị chồng tát cho nổ đom đóm mắt. Sau khi đọc cái câu chuyện này thì em thấy có rất nhiều những cái bình luận, những cái ý kiến trái chiều. Đàn ông vào thì bình luận nghe hùng dũng, thế còn phụ nữ thì cũng bênh nhau, rồi đàn ông thì cũng nói như thế là không được, phải tôi thì tôi còn đánh nhiều hơn chứ không phải là một cái tát. Thì cùng mời mọi người cùng đón nghe câu chuyện và cho em xin cái ý kiến bình luận của mọi người nhé. Bình thường thì tôi cứ khoe với bạn bè chồng, bạn bè và mọi người là tôi được chồng yêu thương và chiều chuộng hết mực. Nay thì không còn gì để nói nữa. Hai vợ chồng tôi thì cùng quê, ra thành phố đi học, đi làm, quen nhau rồi thành chồng thành vợ. Đợt nghỉ lễ vừa rồi, gia đình tôi không định về quê vì con vẫn còn nhỏ, xe cộ thì đông đúc nên lại ngại. Nhưng sát ngày lễ thì mẹ chồng tôi có gọi điện và nói là bà đang bị ốm, thế là cả nhà lại cùng nhau về quê để thăm bà. Lâu ngày có dịp về quê, nhóm bạn bè thân của tôi từ hồi cấp 3 có hẹn hò nhau để gặp mặt nhau một chút. Hôm đó tôi có nhờ chồng trông con nhỏ để tôi đi gặp gỡ bạn bè, thì chồng tôi cũng vui vẻ đồng ý cho tôi đi, nhưng là nhắc tôi rằng là em đi thì nhớ về sớm để nấu cơm cho cả gia đình. Tôi nói là tôi sẽ về sớm, nhưng mà vì là bạn bè gặp nhau lâu ngày mới gặp nhau ấy, cho nên rằng là hàn huyên nói chuyện quá nhiều cho nên là bị quên mất giờ. Đến tầm trưa thì chồng gọi điện cho tôi là em đang ở đâu. Chưa đầy 20 phút đã thấy chồng phi xe đến cái quán cà phê chỗ chúng tôi đang ngồi. Anh chẳng nói chẳng rằng, mặt đằng đằng sát khí: cô xem bây giờ là mấy giờ rồi mà không về còn nấu cơm, con dâu gì cái kiểu như thế. Đó, khi mà con thì còn nhỏ, mẹ thì còn ốm, mẹ chồng thì đang ốm. Tôi nói em chuẩn bị về rồi, cũng mới hơn 11 rưỡi thôi thì cũng chưa có muộn lắm. Vừa dứt lời thì chồng tôi liền giáng cho tôi một cái tát thật mạnh khiến tôi hoa mày chóng mặt và kèm theo câu nói đã sai rồi mà lại còn già mồm. Bạn bè thấy chồng tôi hung dữ như vậy cũng không dám nói gì nữa. Tôi thì thực sự là rất là xấu hổ trước mặt bạn bè, không biết giấu mặt vào đâu nữa, bởi vì từ trước đến nay vẫn luôn khoe chồng là yêu chiều mà bây giờ lại đánh vợ trước mặt mọi người như vậy. Tôi cảm thấy thất vọng tràn trề về những cái gì mà chồng tôi đã làm cho tôi. Tất cả những cái hình ảnh tốt đẹp của anh đối với tôi từ xưa đến giờ thì trở nên vỡ vụn. Tôi không nghĩ rằng là mình lại có thể hư đến mức mà bị nhận một cái tát như vậy, mà lại còn trước mặt bạn bè nữa, thì đâu còn là sĩ diện. Còn cái việc nấu cơm thì không có nghĩa rằng là tôi không về nấu cơm thì cả nhà anh chết đói. Đây là một người chồng với bản thân mình thì là cái hành động này là rất là quá đáng, rất là quá đáng. Có rất là nhiều cách, không phải hùng hổ đến để tát vợ trước mặt bạn bè cái thứ như thế, mà cũng không phải là làm cái gì nó quá đáng cả, không phải cái gì nó quá đáng cả. Nói chung là em cũng không biết là cái quan niệm của mọi người như thế nào với câu chuyện này, thì mong mọi người cho ý kiến. Còn với bản thân em thì cái việc này là việc rất là khó để chấp nhận được. Nếu mà vợ chồng có thể hòa thuận lại được ý, thì đây cũng là một cái vết thương lòng rất là lâu dài, rất là lâu dài, thậm chí có những cái là phải đến để bụng đến lúc chết luôn ý. Thật sự là như thế. Và cái việc đàn ông để giơ tay đánh vợ vì không nấu cơm, tại sao anh ta không nấu cơm mà nhất định là lại phải là vợ nấu cơm? Nếu như mà không về quê chăm mẹ thì chắc chắn là mẹ cũng vẫn sẽ có người khác nấu cho, hoặc là có cách nào đấy. Cái hành động của anh ta trước mặt bạn bè của vợ như vậy là không chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Người ta bảo có cái gì thì vợ chồng đóng cửa vào nhau,
Còn cái việc như này thì em thấy đúng là thiên hạ có nhiều những cái tình huống thật là oái oăm. À, xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và ủng hộ kênh của Tâm Sự Chị Tâm Tình nhé. Thì ai mà có ý kiến như thế nào thì mọi người cứ cho em một cái ý kiến góp ý ở dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.